Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Sáng sớm ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024. Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Indo ruột đỏ để cô chú, các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo. Giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái Lan những ngày hôm nay biến động lên xuống khó đoán, bởi hiện nay tất cả các kho dựa đang hoạt động cũng như mít ở trong vườn rất khan hiếm. Tình hình kho dựa nếu thu mua đầy kho sẽ ngưng thu mua, giá mít sẽ giảm. Nếu kho dựa thu mua để đủ đơn hàng nên kho mua nhiều hơn để đủ container đóng đi, giá mít lại tăng lên. Đó là vấn đề tăng giảm những ngày hôm nay. Tình hình xuất khẩu hiện nay thông thoáng nhưng rất phụ thuộc vào phía Trung Quốc mua nhiều hay ít. Giá mít của cô chú các anh chị và các bạn cao hay thấp cũng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố kỹ thuật. Vườn của cô chú các anh chị và các bạn xa hay gần những vựa mít lớn, xa hay gần những trung tâm, xa hay gần những chợ lớn, giá cả có khác nhau, có biến động. Mít của cô chú các anh chị và các bạn mẫu mã chất lượng ngon giá cao, mẫu mã chất lượng kém giá thấp. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn trồng mít Indo ruột đỏ chú trọng vào mẫu mã chất lượng để giá thành tốt hơn, đi phân đúng kỹ thuật. Đây là bản cập nhật giống mít Indo ruột đỏ sáng sớm ngày hôm nay như sau. Mít lợi nhất 8kg trở lên có giá 65.000 đồng 1kg, mít lợi nhì có giá 55.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 có giá 40.000 đồng 1kg, mít chợ xô có giá 20.000 đồng 1kg. Đây là giá mít Indo ruột đỏ mà thương lái thu mua tại vườn của cô chú anh chị. Mít Indo ruột đỏ dễ trồng, trái nặng, có ký bán rất được giá. Nhưng về mặt kỹ thuật, cô chú các anh chị và các bạn cần phải đi sâu nghiên cứu, phụ thuộc rất nhiều về những yếu tố khách quan khác, những điều kiện về khoa học kỹ thuật, những điều kiện về xuất khẩu, giá cả. Giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 65.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại nhì có giá 55.000 đồng 1kg. Mít loại 3 giá 40.000 đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ, mít chợ có giá 20.000 đồng 1kg. Đây là giá mít Indo ruột đỏ mà thương lái thu mua tại vườn. Mong tình hình giá mít Indo ruột đỏ tăng nhiều hơn nữa ở mức giá 95, 100 đến 115 ngàn để cô chú các anh chị và các bạn có được thu nhập cao nhất. Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã xem hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ, ấn vào cái chuông để cô chú nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin chào, bye bye.